Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với môn tiếng Việt. Bài giảng do tập thể giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề những người bạn nhỏ với bài 2 Đồng hồ báo thức, tiết 7 giới thiệu đồ vật quen thuộc. Qua bài học hôm nay, các em sẽ biết giới thiệu được đồ vật quen thuộc. Nhiệm vụ đầu tiên của bài học hôm nay là đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Đây là một đoạn văn giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay của một bạn học sinh. Các em hãy đọc cùng cô đoạn văn này nhé. Chiếc đồng hồ đeo tay của em có màu vàng, dây đeo màu xanh, mặt đồng hồ trong suốt, có kim chỉ giờ, phút, giây, cái nút vặn nhỏ xinh để chỉnh giờ. Nhờ có đồng hồ, em luôn đi học đúng giờ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đoạn văn giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay qua các câu hỏi sau. 1. Đoạn văn giới thiệu đồ vật gì? 2. Bạn nhỏ giới thiệu những bộ phận nào của đồ vật đó? 3. Đồ vật đó có ích gì đối với bạn nhỏ? Trước tiên, đoạn văn muốn giới thiệu với chúng ta đồ vật gì? Các em hãy nhớ lại nhé. Và câu trả lời là đoạn văn giới thiệu về chiếc đồng hồ đeo tay. Bạn học sinh đã giới thiệu những bộ phận nào của đồ vật đó? Các em hãy nhớ lại và chúng ta sẽ cùng kể ra những bộ phận đó nhé. Đó chính là bạn nhỏ giới thiệu những bộ phận của chiếc đồng hồ, đó là mặt đồng hồ, kim chỉ giờ, phút, giây, nút vặn. Câu hỏi tiếp theo, đồ vật đó có ích gì đối với bạn nhỏ? Và câu trả lời của chúng ta sẽ là nhờ có đồng hồ, bạn nhỏ luôn đi học đúng giờ. Cô khen tất cả các em đã tập trung, tìm hiểu và trả lời đúng các câu hỏi của bài. Bây giờ, chúng ta sẽ qua nhiệm vụ thứ hai của bài học. Viết 3-4 câu giới thiệu chiếc đèn bàn dựa vào hình vẽ và gợi ý. Em lưu ý, khi giới thiệu một đồ vật, các em cần nêu được những ý sau. Ý thứ nhất, đó là đồ vật gì? Ý thứ hai, đồ vật đó có những bộ phận nào? Ý thứ ba, mỗi bộ phận có đặc điểm gì? Và cuối cùng, các em hãy nêu được đồ vật đó giúp ích gì cho em? Chúng ta sẽ dựa vào hình vẽ và các câu hỏi gợi ý để giới thiệu chiếc đèn bàn nhé. Đây là một đoạn văn của một bạn học sinh giới thiệu chiếc đèn bàn. Các em sẽ cùng cô đọc và tham khảo nhé. Chiếc đèn bàn của em có màu hồng. Phần chụp đèn bao bọc một chiếc bóng đèn tròn trịa. Đế đèn có hình chú thỏ thật dễ thương với đôi tai vểnh lên. Thân đèn thon tròn và mềm, có thể chỉnh cao thấp theo ý em. Chiếc đèn là bạn của em trong giờ học, giúp em hoàn thành bài tập cô giao.
Sau bài học hôm nay, các em sẽ viết một đoạn văn giới thiệu chiếc đèn bàn của mình dựa theo những câu hỏi gợi ý trên nhé. Các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được nhé. Cô có 3 mức độ tốt, đạt, cần cố gắng. Nếu em giới thiệu được đồ vật quen thuộc, đủ 3 nội dung cô hướng dẫn, em hãy chọn mức độ tốt. Nếu em giới thiệu đồ vật, chỉ đủ được 2 nội dung cô hướng dẫn, em chọn mức độ đạt. Còn em chỉ nói được 1 nội dung cô đã nêu trong bài học, thì em cần cố gắng nhé. Chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Ở nhà, các em hãy luyện tập viết một đoạn văn giới thiệu đồ vật theo những nội dung cô đã hướng dẫn. Cô hy vọng các em sẽ viết được một đoạn văn đủ ý và hay. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.